Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị đang đến với bản tin Phật sự 20 giờ của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày và được phát lại vào lúc 10 giờ sáng hôm sau trên kênh Phật sự Online. Bản tin hôm nay, ngày 9 tháng 3 năm 2021, ngày 26 tháng Giêng năm Tân Sửu, với những hoạt động Phật sự đáng chú ý như sau. Thành phố Hồ Chí Minh, các ban ngành Phật giáo Trung ương và Ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh viếng tang lễ cố Hòa thượng Thích Nhật Ấn. Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 9 tháng 3, các cơ sở tôn giáo được hoạt động trở lại. Kon Tum, Ban trị sự Phật giáo tỉnh họp triển khai công tác Phật sự đầu năm. Long An, Ban trị sự Phật giáo tỉnh họp định kỳ đầu năm Tân Sửu. Hà Tĩnh, chùa Diên Thọ tổ chức lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại ngã ba Đồng Lộc, cùng nhiều hoạt động từ thiện xây cầu giao thông nông thôn cho chùa Long Bửu, hội từ thiện Chánh Kiến, hội từ thiện Tường Nguyên tài trợ diễn ra tại các tỉnh Trà Vinh, Long An và Tiền Giang. Phần tin Phật giáo quốc tế, cộng đồng Phật giáo thế giới cùng cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ. Và bây giờ, Mạnh Khang xin kính mời Chư Tôn Đức cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu là các sự kiện về tang lễ của cố Hòa thượng Thích Nhật Ấn, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Tân, Viện chủ Tổ đình Long Thành. Thưa quý vị, chiều ngày 9 tháng 3 năm 2021, ngày 26 tháng Giêng năm Tân Sửu, tại Tổ đình Long Thành, số 1756 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, các ban ngành Phật giáo Trung ương và Ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến viếng tang lễ Hòa thượng Thích Nhật Ấn. Quang lâm tại lễ tang có trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đệ nhất phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, trưởng ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh, Hòa thượng Thích Như Tín, Hòa thượng Thích Giác Hà, đồng thành viên Hội đồng Chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, chủ tịch Hội đồng trị sự, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, đồng phó chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương, Chư Tôn Đức Hội đồng trị sự, các ban diện Trung ương, văn phòng 2 Trung ương, Ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Đối trước linh đài của cố Hòa thượng Thích Nhật Ấn, trong tình pháp lữ đại thừa, Chư Tôn giáo phẩm đã thành kính dâng nén tâm hương cúng dường, mật niệm tri ân công đức của Hòa thượng cả đời cống hiến cho đạo pháp và dân tộc. Chư Tôn giáo phẩm cùng tụng thời Bát Nhã Tâm Kinh, cầu nguyện cho giác linh cố Hòa thượng cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh, bất vong nguyện lực tái hiện ta bà, tùy duyên quả độ. Tiếp đó, Chư Tôn Đức lần lượt hữu nhiễu kim quang tiễn biệt cố Hòa thượng về miền Phật quốc. Hòa thượng đệ nhất phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh và Hòa thượng chủ tịch Hội đồng trị sự thay mặt Trung ương Giáo hội lưu lại đôi dòng tưởng niệm nơi sổ tang, cũng như phân ưa cùng tông phong pháp phái và môn đồ pháp quyến. Buổi sáng cùng ngày 9 tháng 3 năm 2021, ngày 26 tháng Giêng năm Tân Sửu, ban tổ chức tang lễ cùng môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh di ảnh long vị của cố Hòa thượng Tân Viên Tịch về yết Phật, triệu tổ tại chùa Linh Bổ, Long An, chùa Giác Lâm, quận Tân Bình. Buổi lễ do Đại Đức Thích Thiện Hưng, trưởng ban nghi lễ Phật giáo quận Bình Tân làm sám chủ, lễ cung thỉnh long vị, linh mô, di ảnh cố Hòa thượng lễ Phật, yết tổ được thực hiện theo nghi lễ Phật giáo truyền thống. Môn đồ đệ tử của cố Hòa thượng đã cung thỉnh long vị, linh mô, di ảnh của Ngài đảnh lễ chư Phật cùng chư vị tổ sư. Sau khi lễ yết Phật triệu tổ được hoàn thành, long vị, linh mô, di ảnh của cố Hòa thượng được cung thỉnh về lại linh đường an vị tại tổ đình Long Thạnh. Cũng trong hôm qua, ngày 8 tháng 3 năm 2021 là ngày thứ ba tang lễ cố Hòa thượng Thích Nhật Ấn, nhiều phái đoàn Phật giáo và các cơ quan đoàn thể tiếp tục đến dâng hương tưởng niệm. Theo đó, có đoàn ban từ thiện xã hội Phật giáo do Thượng tọa Thích Thanh Phong, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, trưởng ban kinh tế tài chính Trung ương, trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn ban văn hóa Trung ương do Thượng tọa Thích Trí Chơn, ủy viên Hội đồng trị sự, phó ban văn hóa Trung ương, trưởng ban văn hóa Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đoàn. Ngoài ra còn có các đoàn ban trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh, đoàn các ban ngành, tự viện trực thuộc ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, ban dân vận và ban tôn giáo thành phố, phòng an ninh đối nội công an thành phố, chính quyền các cấp huyện Bình Chánh, quận Bình Tân cùng đến viếng tang cố Hòa thượng. Sau 4 ngày diễn ra tang lễ, lễ truy niệm sẽ được cử hành vào lúc 11 giờ sáng mai, ngày 10 tháng 3 năm 2021,
nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Tân Sửu. Sau đó, phụng Tống Kim Quang Hòa Thượng nhập Bảo Tháp tại khuôn viên Tổ Đình Long Thạnh. Kính thưa quý vị, chiều qua ngày 8 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản cho phép mở cửa trở lại một số loại hình kinh doanh dịch vụ sau thời gian dài đóng cửa để phòng ngừa dịch bệnh. Đối với các cơ sở tôn giáo và tự viện cũng được hoạt động trở lại bắt đầu từ hôm nay, ngày 9 tháng 3. Theo như công văn mới nhất từ Ủy ban Nhân dân Thành phố, số 666/UBND-VX cho biết, lãnh đạo thành phố cho các loại hình kinh doanh dịch vụ, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng được hoạt động trở lại bắt đầu từ ngày 9 tháng 3 năm 2021, chỉ trừ các loại hình kinh doanh như quán bar, vũ trường, karaoke vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động. Trong công văn nêu rõ, mọi sinh hoạt, nghi lễ tôn giáo được trở lại bình thường, không còn giới hạn dưới 50 người, nhưng phải tăng cường tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của ngành y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, vệ sinh khử khuẩn bề mặt, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, đảm bảo khoảng cách giữa hai người từ 1 mét trở lên. Ngày 9 tháng 3 năm 2021, tại văn phòng Ban trị sự Chùa Huệ Chiếu, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã có buổi họp gặp mặt chia sẻ đầu xuân, chúc mừng năm mới và triển khai công tác Phật sự đầu năm của Phật giáo tỉnh Kon Tum. Buổi họp mặt dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chư Tôn Đức các ban ngành tự viện trực thuộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Phát biểu khai mạc phiên họp, Hòa Thượng Thích Quảng Xã đã có lời chúc sức khỏe đến các thành viên Ban Trị sự và Chư Tôn Đức Tăng Ni. Hòa Thượng cũng sách tấn Chư Tôn Đức Tăng Ni luôn sống có kỷ cương và các thành viên Ban Trị sự cần luôn quan tâm đến sự tu tập của Tăng Ni tỉnh nhà. Theo đó, Đại Đức Thích Vạn Nhân, Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh đã báo cáo những hoạt động ở các tự viện trong toàn tỉnh và các hoạt động về phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên Đán. Đặc biệt, vừa qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm và chúc Tết các cơ quan ban ngành trong toàn tỉnh. Qua đó, được lãnh đạo các đơn vị đánh giá rất cao và tinh thần hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phòng chống dịch COVID-19, cũng như chủ động hạn chế tập trung các khóa lễ truyền thống của Phật giáo để đảm bảo sức khỏe cho tín đồ Phật tử. Tại buổi họp mặt, Chư Tôn Đức đã chia sẻ và đóng góp ý kiến cho những Phật sự sắp tới được thành công tốt đẹp. Kết thúc buổi họp, Hòa Thượng Trưởng Ban đã tán thán tinh thần đoàn kết và tích cực đóng góp của Chư Tôn Đức. Hòa Thượng ghi nhận mọi nỗ lực đóng góp của Tăng Ni Phật tử trong thời gian qua. Với sự đoàn kết và tinh thần làm việc như vậy, năm 2021, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà sẽ đạt được những thành tựu như chỉ tiêu đã đề ra. Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 3 năm 2021, ngày 25 tháng Giêng năm Tân Sửu, tại Chùa Thiên Châu, số 101 đường Huỳnh Văn Nhất, phường 3, thành phố Tân An, Văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã diễn ra phiên họp định kỳ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An về việc tổng kết công tác Phật sự tháng Chạp năm Canh Tý và tháng Giêng năm Tân Sửu, đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động cho tháng tiếp theo. Chứng minh và tham dự buổi họp có Chư Tôn Đức chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc. Nội dung buổi họp đã báo cáo hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà trong 2 tháng vừa qua và bàn thảo chỉ đạo chi tiết về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp, triển khai công văn của Trung ương Giáo hội. Tại phiên họp, Ban Thư ký lần lượt triển khai công văn của Hội đồng Trị sự, công văn 38 về việc hướng dẫn trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh, công văn số 39 về việc hiến máu nhân đạo và công bố giấy chứng nhận điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đầu tiên của tỉnh Long An với tên gọi Khánh Hưng tại huyện Vĩnh Hưng. Sau phần báo cáo và triển khai công văn của Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã thay mặt Thường trực Ban Trị sự tỉnh tán thán Chư Tôn Đức về công tác từ thiện xã hội vừa qua đạt trên 10 tỷ đồng, kinh phí được đóng góp từ các Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành phố trong tỉnh Long An. Đúc kết phiên họp, Hòa Thượng Thích Minh Thiện đã tán dương công đức của Chư Tôn Đức các tự viện trong tỉnh. Hòa Thượng nhấn mạnh về việc tích cực hưởng ứng công văn về việc hiến máu và trồng cây xanh trước tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Theo đó, về công tác Đại hội Phật giáo huyện,
thị xã, thành phố, Ban chỉ đạo đại hội trực tiếp đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để tham khảo thêm ý kiến với lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố về bầu cử nhân sự Ban trị sự nhiệm kỳ mới. Đạo từ tại phiên họp, Hòa thượng Thích Thiện Huệ ghi nhận công đức của Ban trị sự tỉnh đã lãnh đạo tăng ni trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 và thành tựu nhiều Phật sự trong thời gian qua. Hòa thượng cũng mong muốn nhân sự của các ban trị sự huyện ổn định, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 10 thành công để góp phần truyền bá chánh pháp, lợi lạc cho chúng sinh. Thưa quý vị, nghi lễ cầu siêu là hoạt động truyền thống văn hóa tâm linh của người dân Việt, đồng thời là dịp để thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở thế hệ kế thừa luôn biết trân quý giữ gìn những gì mà chúng ta đang có. Ngày 7 tháng 3 năm 2021, ngày 24 tháng Giêng năm Tân Sửu, đoàn Phật tử chùa Quán Sứ và chùa Phương Liệt do Đại đức Thích Tuệ Hương, chùa Diên Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị làm chủ sám cùng các Phật tử đã tổ chức lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người có công với Tổ quốc tại ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tại buổi lễ, chư tôn đức và đại chúng đã làm lễ niêm hương tụng kinh cầu nguyện hồi hướng về anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn vì nền hòa bình, độc lập của dân tộc. Với tấm lòng chí thành, chí kính, chư tăng và Phật tử đồng nhất tâm cầu nguyện cho đất nước được thái bình, nhân dân an lạc. Tiếp tục chuỗi hoạt động xây cầu giao thông nông thôn, ngày 8 tháng 3 năm 2021, Hội Từ Thiện Tường Nguyên, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khánh thành và bàn giao 3 cây cầu giao thông nông thôn tại hai tỉnh Long An và Tiền Giang mang tên Tường Nguyên 372, Tường Nguyên 380 và Tường Nguyên 382. Tham dự lễ khánh thành có Đại đức Thích Minh Phú, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Từ thiện Tường Nguyên, các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân và các thành viên trong Hội Từ thiện. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Phú cùng chính quyền địa phương đã tiến hành các băng khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Tường Nguyên 372 và 382 tại Long An, cầu Tường Nguyên 380 tại tỉnh Tiền Giang. Đại diện chính quyền địa phương cũng đã gửi lời cảm ơn đến Đại đức Thích Minh Phú cùng các mạnh thường quân đã quan tâm, đồng cảm với những khó khăn địa phương và hỗ trợ để địa phương có một cây cầu mới khang trang, góp phần thúc đẩy kinh tế, khu vực cũng như tạo sự thuận lợi trong việc di chuyển hàng ngày của người dân. Nhân dân sống ở ngay chỗ khu vực cây cầu 382 này thì đời sống cũng còn gặp khó khăn. Đây là vùng kinh tế mới được phát triển sau này. Do đó thì nhân dân mà để đóng góp cùng với chính quyền xây dựng cây cầu thì gặp khó khăn. Và khác năm nay thì tình hình dịch Covid rồi hạn hán xâm nhập mặn nó phần nào cũng ảnh hưởng rất lớn tới quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng. Thì hôm nay được Đại đức Thích Minh Phú vận động nhà tài trợ ở Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng được cầu. Cái cầu có ý nghĩa rất là lớn. Thứ nhất là hỗ trợ cho địa phương thông suốt các tuyến đường giao thông nông thôn để tạo điều kiện cho dân dân đi lại. Cái thứ hai nữa, có cái cầu này thì cái vùng đất mới này sẽ có cái đường giao thông để phát triển vận chuyển hàng hóa, phục vụ cho đời sống nhân dân, đặc biệt là phát triển kinh tế. Được biết, cầu Tường Nguyên 372 và 382 tại tỉnh Long An có kết cấu dầm bê tông. Riêng cầu Tường Nguyên 372 được thiết kế dầm bê tông châu thới, chiều ngang hai cây cầu này là 3,5m, chiều dài lần lượt là 34m và 23m. Cầu Tường Nguyên 380 tại tỉnh Tiền Giang có chiều dài 35m, chiều ngang 2,8m, cũng với kết cấu dầm bê tông do ông Trần Thanh Phong và Phật tử Chúc Chánh tại Mỹ, Phật tử Tâm Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh cùng quỹ Murray Foundation Hoa Kỳ tài trợ và bà con nhân dân địa phương cũng đóng góp ngày công xây dựng. Tổng kinh phí xây dựng 3 cây cầu trên là 1 tỷ 250 triệu đồng. Thưa quý vị, xây cầu và các hoạt động từ thiện giáo dục là hoạt động xuyên suốt của chùa Long Bửu trong 3 năm qua. Hoạt động xây cầu giúp bà con vùng quê sông nước vơi bớt được khó khăn, tạo điều kiện thuận tiện đi lại, giao thương hàng hóa, đã góp phần cùng với các địa phương phát triển về cơ sở hạ tầng cũng như giúp bà con phát triển kinh tế nông nghiệp. Cũng trong sáng ngày 6 và ngày 7 tháng 3 năm 2021, Đại đức Thích Minh Trí trụ trì chùa Long Bửu tại xã Nhị Long cùng các thành viên hội xây cầu Chánh Kiến thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi công và xây dựng 5 cây cầu giao thông nông thôn tại hai huyện Càng Long và huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Điểm đến đầu tiên là ấp Nhuận Thành, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Tại đây, đoàn đã khánh thành và bàn giao cây cầu số 32 với chiều dài 18m, chiều rộng 2,3m, kinh phí 75 triệu đồng. Cây cầu thứ hai tại Phú Thọ 2, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh là cây cầu số 35 năm 2020 với chiều dài 9,5m, chiều rộng 2,2m, kinh phí 35 triệu đồng. Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục di chuyển đến ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long làm lễ khởi công xây dựng hai cây cầu nông thôn. Được biết, hai cây cầu chuẩn bị xây dựng là cầu số 42 có chiều dài 15m, chiều rộng 2,2m, kinh phí 60 triệu đồng và cây cầu số 43 với chiều dài 12m, chiều rộng 2,2m, kinh phí 50 triệu đồng. Trước đó, vào chiều ngày 6 tháng 3, Hội Từ Thiện Xây Cầu Chánh Kiến, thành phố Hồ Chí Minh và gia đình ông bà Nguyễn Văn Phát cùng các bà con đã phát tâm tài trợ khởi công xây dựng cầu nông thôn số 41 tại ấp Dòng Cao, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh với chiều dài 20m, chiều rộng 2,5m, kinh phí xây dựng 100 triệu đồng. Được biết đây là cây cầu thứ 8 do Hội phát tâm ủng hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thưa quý vị, trước sự diễn biến phức tạp và những thảm họa mà đại dịch COVID-19 đã gây ra trên toàn cầu, cộng đồng Phật giáo thế giới đã cùng tổ chức chương trình cầu nguyện bằng nhiều hình thức, đặc biệt là cầu nguyện trực tuyến qua ứng dụng Zoom, mạng xã hội, với ước nguyện mong cho đại dịch COVID-19 sớm được tiêu trừ, người dân khắp nơi được sống trong an lành, hạnh phúc. Trước sự diễn biến phức tạp và những thảm họa mà đại dịch COVID-19 đã gây ra cho người dân trên khắp thế giới, Chư Tăng Ni và Phật tử tại nhiều quốc gia đã cùng tổ chức chương trình cầu nguyện trực tuyến qua ứng dụng Zoom vào ngày 31 tháng 1 năm 2021. Buổi lễ cầu nguyện trực tuyến đã được diễn ra một cách trang nghiêm dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Dhamma Ratanapong, trưởng Ban trị sự Giáo hội Tăng già tỉnh Pathumthani, chủ trì Chùa Hoàng gia Khianket, Thái Lan, cùng với sự tham gia của nhiều vị lãnh đạo cấp cao trong Giáo hội Phật giáo tại một số quốc gia trên thế giới, như Ngài Sandi Mabivamsa, Phó Chủ tịch Giáo hội Tăng già Myanmar, Ngài Janasri Mahathera, Tăng thống Giáo hội Tăng già Bangladesh, Ngài Panasri Mahathero, Chủ tịch Giáo hội Tăng già Bangladesh, Ngài Dhammapriya, Tổng thư ký Liên minh Phật giáo quốc tế tại Ấn Độ, Ngài Singzao, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Hoa. Bên cạnh đó, do buổi lễ diễn ra trực tuyến không giới hạn về không gian nên cũng đã thu hút sự tham gia của nhiều tăng ni và Phật tử thuộc nhiều quốc gia khác trên thế giới. Trong khuôn khổ của chương trình cầu nguyện, Chư Tăng Ni và Phật tử đã cùng nhau trì tụng kinh chú, tọa thiền và cùng thắp nến cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 sớm được tiêu trừ, người dân khắp nơi trên thế giới sớm được sống trong an lành, hạnh phúc. Theo Hòa Thượng Dhamma Ratanapong, việc trì tụng kinh chú, tọa thiền và thắp nến cầu nguyện là để lan tỏa lòng từ, khơi dậy sự chánh niệm, tỉnh giác và hồi hướng công đức đến những người không may bị qua đời vì dịch bệnh, và cũng là để cầu nguyện cho thế giới được bảo vệ an toàn trước đại dịch. Cùng với đó, Chư Tăng Ni, Phật tử tại nhiều quốc gia cũng đã tổ chức nhiều chương trình cầu nguyện dưới nhiều hình thức khác nhau để cầu cho thế giới yên bình, nhân dân an lạc và dịch bệnh sớm tiêu trừ. Đây là một việc làm vô cùng nhân văn và ý nghĩa của cộng đồng Phật giáo trước đại dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, bản tin Phật sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online đến đây xin được phép khép lại. Thành kính tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Pháp Cú số 50. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm.